Ông tiết lộ với cảnh sát để toàn mẹ luôn. Tôi xin anh hai, liệu anh có thể làm hộ tôi một việc à? Đó là lắng nghe cái câu chuyện buồn của tôi không? Ok bro. Khi mà tôi còn trẻ, tôi đã có một giấc mơ là tôi không muốn làm bất kỳ cái gì khác ngoài việc trở thành một tiểu thuyết gia này. Nên trong việc sau sau khi mà tôi tốt nghiệp được ra khỏi trường đại học à, Alpha Work Writing, nên tôi đã kiếm được cái công việc đó là viết lách cho một cái cuốn tạp chí nhỏ này. Tôi đã viết về những cái thông tin địa phương by day and chase mining, và buổi có nghĩa là có cái công việc là viết lách buổi sáng này và tiếp tục theo đuổi cái giấc mơ của tôi trong mỗi ngày này. Và tuy nhiên sau nhiều năm vấp ngã, tôi đã nhận ra và mình đã thất bại và bắt đầu mờ dần đi à, trong giờ viết lách à, trong văn chương. Và tôi đã nhận ra là tôi đã là một người không có khả năng, không đủ trình. I have no muse to guide me, no one would come. Tôi đã mất đi cái sự kiểu như là yêu nghề ra ấy. Và có vẻ như là tôi đã bắt đầu bí đường mà không có gì. Tôi đã sẵn sàng để vứt bỏ cái giấc mơ của mình, và kiểu như hãy vứt bỏ giấc mơ của mình ấy. Nhưng mà đấy, nhưng ở chính cái thời điểm đấy á, đấy là cái thời khắc đen tối nhất của tôi à, và tôi đã gặp được Alan, cái người đã viết, cái người đã sở hữu cái bút này, đúng không? Đúng vậy, Alan, anh ấy là người bạn của tôi à. Hãy nói tiếp đi. Chúng tôi hay ngồi cái quán cà phê chúng tôi hay ngồi ở quán cùng một quán cà phê à, và chúng tôi rất là quen mặt của nhau này. Và một ngày là một ngày kia là chúng tôi đã có một khu trò chuyện, và ngay sau đó chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn à. Cuộc sống của chúng tôi đã nên là chúng tôi đã kiếm được rất nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống á. Và hơn nữa là chúng tôi cũng có ở hai cái độ tuổi cũng xem nhau à. Và thêm nữa, chúng tôi đều là những phóng viên à. Và chúng tôi đã được nuôi dưỡng bởi những người cha. The thing that surprised me most. Cái thứ mà đã khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là tôi phát hiện được ra cái giấc mơ của Alan. Và cũng có thể là anh đã đoán được à, Alan cũng đã mong muốn trở thành một cái tiểu thuyết gia. Và tuy nhiên, cho dù chúng tôi chia sẻ nhiều cái điều tương tự với nhau à, có một cái điểm mà rất khác biệt mà chứ. Có một điểm mà chúng tôi rất là khác biệt này. Đó là Alan đã không từ bỏ cái giấc mơ của cậu ấy. Trên thế là cậu ấy hoàn toàn theo đuổi nó. Cậu ấy theo đuổi cái niềm đam mê của mình một cách dữ tợn và đầy nhiệt huyết. Những cái mà tôi đã hoàn toàn không có được. Hơn thế nữa, anh ấy là một con người có một tài năng thiên phú ấy. Thế là bác này chật luôn, nhìn mặt thằng này gian vãi lìn. Mà nói với bản thân mình à, I never share my own inspiration. Tôi chưa bao giờ chia sẻ cái inspiration, có nghĩa là tôi chưa bao giờ có được cái sự nhiệt huyết như của Alan thế nào ấy. Hay là thằng này nó chưa bao giờ, nó bảo là nó chia sẻ cái giấc mơ với thằng Alan nữa. Vì một cái lý do đó, tôi đã về đây mà tôi đã không mong muốn để nói chuyện với anh ấy về cái vấn đề này. Có nghĩa là thằng này nó bảo là nó giấu cái mong muốn là trở thành tiểu thuyết gia
với thằng Alan ấy, kiểu giấu cái tham vọng của nó ấy. Nên là Alan đã chả biết gì về cái tham vọng của tôi à. Và một ngày đó, và một ngày kia anh ấy đã đưa tôi cái bản thảo à. That is to be hit entry. Và đấy là một trong những cái tác phẩm được nộp để tham dự vào những cái giải thưởng văn học à. Humble by his trust, I gave it to my full attention. Nên là tôi đã chấp nhận cái sự tin tưởng của anh ấy. Tôi đã xem hết và tôi đã đọc hết toàn bộ cái cuốn sách của anh ấy, cuốn sổ của anh ấy trong một đêm à. Và đấy thực sự là tuyệt vời. A word of singular power. Thực sự là một cái tác phẩm tuyệt vời của một con người à. Và nó có chứa đầy những cái vẻ đẹp à. Và có vẻ như là Alan cuối cùng đã làm ra một cái tác phẩm tuyệt vời của anh ấy á. Anh ấy đã tạo ra một cái sản phẩm văn học có đầy cái nhiệt huyết à. Mà nó hoàn toàn hoàn toàn bắt trọn được cái giấc mơ của anh ấy á. Anh ấy sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng á. I couldn't think, I was drained, empty, filled with. Nên là lúc đấy trong đầu tôi đã không thể nào nghĩ gì. Nên là trong tâm trí của tôi đã hoàn toàn bị hút cạn. Và trong đầu tôi đã chứa đầy được những cái sự ghen tức và tức giận và trong cái bóng tối ấy, into the dark, và trong cái khoảng không đen tối và còn tối hơn. The black girl was born. À, và trong những cái khoảng không bóng tối ấy, và những cái thứ đen tối hơn đã được sinh ra này. If only. Và khi tôi đã nghĩ ra nếu mà cái bản thảo đấy đã là của mình, và nếu mà nó là của mình thì cái giấc mơ bị vứt bỏ của mình cũng sẽ cuối cùng được chín muồi. Nên là khi đấy là tôi đã nên là khi đấy tôi đã hành động. Tôi đã mở cái bàn của Alan ra và lấy đi cái bản thảo của anh ấy. Và khi đấy nó giống như kiểu là một phần trong cái giấc mơ của mình à. Where the action was not my own. Ok, cái này. Tôi đã lấy nó về nhà và đánh nó. Và tôi đã nhanh chóng nộp nó ở dưới cái tên của tôi à. Và như anh biết, cái cuốn sách nó đã cái cuốn sách đấy đã được giành chiến thắng á. Và tôi đã trở thành một tiểu thuyết gia. Và Alan, chuyện đã xảy ra với anh ấy. Alan đã bị bà phản bội bởi chính cái người bạn của mình à, người bạn duy nhất của mình à. Nên là anh ấy đã biến mất à. Và bỗng nhiên biến mất một ngày mà không có một dấu vết nào cả. Oh how I was hurt for him. Nên là tôi đã đi tìm kiếm anh ấy trong suốt 10 năm qua. Và tuy nhiên tôi đã không thể nào mà tìm thấy được anh ấy. Tôi đã không cả phát hiện được ra cái dấu vết nào để tìm thấy được anh ấy hơn kể từ cái ngày mà tôi đã bắt đầu. Thế anh hai, tôi đã trở thành một tiểu thuyết gia bằng cách lấy trộm cái tác phẩm của Alan. Nhưng mà tôi đã không có được cái tài năng của anh ấy. Nên là mỗi quyển sách mà tôi đã viết ra thì càng ngày càng tệ hại hơn là cái cuốn sách ở trước đấy. Và sau đó là cái thứ không thể nghĩ ra được à. Người trợ lý của tôi là đen à, là một điều không thể tưởng tượng được chứ. Là người trợ lý của tôi là đen đã tìm ra được cái cuốn sổ gốc của Alan này. Thế là ông đã trả tiền cho đen à, để cậu ta gửi cho ông cái cuốn sổ này, vậy có đúng không? Phải, đúng là như vậy. Thế tại sao ông lại chọn cái khách sạn này để
để thực hiện cái cuộc giao dịch của mình. Đấy là that at least in the question we answer. Về cái này thì đấy là một câu hỏi ít nhất là tôi có thể trả lời một cách dễ dàng. Nên là khách sạn hẻo lánh ấy. Tôi đã nghe được cái khách sạn này từ Alan này. Anh ấy đã kể tôi là cái khách sạn Hoàng Hôn là một cái nơi rất đặc biệt đối với anh ấy. Anh ấy nói rằng là anh ấy nói rằng là đã có một cái gì đó rất là quan trọng xảy ra đối với anh ta ở đây à? Một cái gì đó rất là quan trọng sao? Phải. Alan đã đề cập với tôi cái này, đã nói với tôi cái này một lần à? Là cho dù nó là cái gì chăng nữa thì tôi hoàn toàn thấy được là anh ấy đã quý trọng nó và gìn giữ nó. Phải. Quý trọng giết rat hole à? Phải quý trọng cái nơi tồi tàn này. Anh hai, thôi. Can it, I'm done with you. Thôi rồi mà, tôi đã xong với ông rồi đấy. Tôi sẽ gặp ông sau nhé. Thế là kiểu thằng này nó, trong cái phút yếu lòng của nó đã, nhưng mà ít nhất là cái thằng này nó cũng hối hận để nó tìm lại người bạn của mình ấy. Nên là Summer đã lấy trộm cái câu chuyện của người bạn của ông ấy sao? I wonder what his party island up to now. Mình đã không biết rằng cái người bạn, cái bạn của ông ấy là Alan với làm gì. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao cái chữ Martin Summer lại trong cuốn sổ làm gì nhỉ? Mình cũng không hiểu lắm. Nhưng mà về cơ bản là đấy là một cái đầu mối để chúng ta biết được rằng hai cái nó khác nhau á. And what's the memory he told me? Và cái ký ức gì mà anh ấy kể cho mình về là thế? Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Cái nơi này lại có bao nhiêu cái bí mật nữa? Mình bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy. Nên anh tổng kết rồi, thôi nào hai, hãy nghĩ xem. Được rồi. Nên là cái này nó sẽ quit. Nên là kiểm tra giữa kỳ ấy. Summer đã khiến mình chú ý ấy, về việc mà hắn ta nói về một cái ông họa sĩ tên là Otterzone. Mình đã bảo Rachel, nên là bây giờ còn về cái Otterzone nữa. Mình đã bảo Rachel về cái vấn đề này và nhờ cô ấy đi hỏi thêm cái thông tin về ông họa sĩ. Sau khi mình đang đợi, mình lại đoán ra là mình nên kiểm tra phòng khác, cái nơi mà Kai 2 đã ở đây, cùng với cả cái sự trợ giúp của thằng Louis này. Mình đã có chìa khóa 2017 này. Và đấy là khi mình tìm thấy một cái bật lửa này, cái thứ mà thuộc về Bradley này. Nhưng mà đấy là không phải đầu mối duy nhất mà mình tìm thấy trong phòng. Chừng cùng với cái bật lửa mình còn tìm thấy á, không phải 20.000 tiền mặt mà là một cái bức ảnh cũ. Đúng vậy, mình đã tìm thấy một bức ảnh cũ ở trong mùa 2017. Nên là đã có một người đàn ông và một con bé, cũng có thể là con gái của ông ấy. Ok. Nên là mình đã kiểm tra phòng 2017 sau mình quay ra ngoài. Đấy là khi mình tìm thấy được cái một sọc tiền này, được giấu trong cái bệ xí. Nên là mình cần phải biết được ai đã để lại nó và tại sao. Nên là mình đã đi ra ngoài và điều tra này. Đấy là khi mà Rosa đã thấy mình à, và nhờ mình đi về và đưa mình cái cuốn sách của ông Summer. Thế là chỉ cần đưa cho mình cái cuốn sách ông Summer, cái là từ cái đoạn này là mình biết, bắt đầu thấy được cái kiểu bí mật thằng cha này. Thế là bà ấy cái nặng là mình phải đi làm cái này. Thì là cái chữ ký này. Đúng vậy, bà chờ mình đi khởi. Gặp Summer để ký cái quyển sách này. Kai 2 The Professional Autograph Hall. Thế là từ đấy là Kai 2
một nhà siêu tập chuyên siêu tập chữ ký đã phải đi làm công việc, nên là mình đã gặp được ông Summer và vào phòng để xin chữ ký. May là chỉ có dừng ở chữ ký, và đấy là khi mà Summer đã phát hiện ra là anh ta đã mất một cái gì đó đấy. Cái thứ mà Summer đã rơi đó là cái bút, the crowbar. Chính vì cái bút này mà thằng này bị bại lộ luôn, đúng rồi. Summer đã mất cái bút này. Cũng là cái bút mà Louis đã tìm thấy á, và đưa cho nó cho mình à. Bây giờ cái bút thì có quan trọng gì mà tổng kết này, coi như là xong rồi. Mẹ đưa cái bút này cho Summer và ông ấy đã ký tặng vào cái cuốn sách của Rosa này. Nhưng bây giờ là mình lại càng nghi ngờ thằng cha này hơn. Rosa đã nói một cái thứ gì đó khiến mình quan tâm về cái gã Summer này. Bà đã nói rằng à, cái tên thực sự của Summer đúng không? Đúng vậy. Summer nói rằng là ông ấy đã viết ở cái tên một cái bút danh khác. Bút danh mà Rosa đã bảo mình là Martin Summer là cái tên thật của ông ấy, nên là cái niềm tin của mình đặt vào Rosa này. Ôi dồi ôi, nó tưởng này. Nên là về cơ bản là cái bí mật thằng này coi như là đóng luôn ấy, phải chốt kèo luôn. Mình đã biết Summer là một gã, mình đã ngửi mùi là thằng cha này có một cái gì đó, nên là mình đã tự gặp thằng cha một lần nữa đấy. Nên là khi mà bị hỏi cung là thằng cha này bắt đầu lắp bóc như kiểu là Humpty Dumpty này, và bắt đầu thổ lộ hết cái nỗi lòng của hắn ta về cái cuốn tiểu thuyết mở màn của hắn á. Và cái bí mật to lớn ở đây là đã lấy trộm cái cuốn sách của hắn ta này. Hắn ta có một cách viết tay, nó có cái chữ viết rất là lạ. Chung là hắn ta phải lấy trộm cuốn, đã lấy trộm cái tác phẩm của những thằng bạn này. Là anh ta đã lấy trộm từ Alan. Alan cũng là cái người mà, cũng là cái Alan mà được khắc trên cái bút này. Tìm kiếm phòng 2017 đã xác nhận được cái sự suy đoán của mình là Bradley đã ở đây 6 năm trước. Now I got some other thing. Giờ mình lại nhớ đấy. Nhưng bây giờ mình có vẻ như mình có nhiều thứ khác để mà kiểm tra trước khi mình có thể tiếp tục được cái đầu mối này. They'll get here, eat, sleep and hope secret like the squee hot dinner. Những người khách ở đây ăn uống ngủ nghỉ và giữ kín tất cả những cái bí mật, giống như kiểu như là những cái con sóc. Nó giấu kiểu nó giấu mấy cái quả và quả hạnh nhân vậy. Nó như kiểu giấu trong tổ nhiều ấy. Mà mình sẽ không để cho tất cả bọn họ đơn giản chỉ về nhà mà tiếp tục cuộc sống nữa. Thằng này như kiểu như đến đạo mới. Cut off in my John. Bây giờ đã có vẻ đã đến lúc để nói chung là cái nó mình nói mình hiểu nhau ấy, chả biết gì kìa. Mình cảm thấy là cái bản năng về thám tử ở đó cảnh sát của mình lại bắt đầu kích hoạt à. And somewhere a part of me grinding. Mình vẫn đang tìm kiếm một cái thứ gì đó dẫn mình đến Bradley, nhưng mà không có gì ngăn chặn mình à, để dọn dẹp những cái đống rác trên đường đến cái mục tiêu đấy á. Thế là bác kia đống rác gọi là bí mật phụ ấy nhỉ. Có thêm một cái bí mật, nên là cái chapter này cũng quan trọng hơn là cái chapter trước. Nên là lúc đầu nhìn đã nghi rồi, mẹ mày thằng ấy nó cứ ở lùm khúm ấy.
Lại có súng thế này, mẹ căng thế nhỉ. 8 giờ đến 9 giờ. Ok, mình sẽ quay sau đi. Để mình chơi tiếp cái trò, nên là đến cái chapter này cũng hay phết. Bắt đầu nó có đến một cái gì đó chẳng hạn ấy. Còn cái chapter trước này là chưa có một cái gì đó kiểu là finest ấy. Phần này chúng ta đã biết là cái bí mật rất là to của thằng anh nhà văn, anh đạo văn. Nên là mình không biết là có bạn nào vẫn tiếp tục xem cái này không ấy. Và các bạn có thực sự nổi hứng thú về cái game này không? Nhưng mà mình cảm thấy là chơi lại vẫn hay ấy. Nhưng mà rõ ràng là cái cảm giác mà chúng ta chơi trên cái máy ấy nó sẽ khác. So với chúng ta chơi bấm giả lập này thì nó không thực sự nó hay lắm ấy. Thực sự là chơi trên cái máy như là cái chúng ta cầm một cái cuốn sách luôn ấy. Nó phiêu lưu mà nó thực sự nó hợp với cả cái hệ máy cầm tay ấy. Nó có một cái cảm giác nó khác ấy, chắc mình phải nói thế ấy. Nên là nói chung là rất là hay. Nhưng mình chơi lại mình cảm thấy nó hay và nó cũng tương đối là gay cấn ấy. Chúng ta tìm một cái bí mật ấy. Mặc dù nó không phải là quá động trời là so với tất cả những cái plot của game bây giờ ấy. Động trời động trước như mấy trò luật sư biện hộ chẳng hạn ấy. Hoặc là mấy cái game visual novel bây giờ thì nó có nhiều cái element khác, nó giật gân hơn ấy. Mình cũng cảm thấy là cái trò này nó vẫn có được cái độ hay của nó ấy. Cho dù đây là cái game từ rất là cũng xa xưa rồi. Ok, mình sẽ quay sau, nên là một lần nữa cả các bạn thành viên đã ủng hộ cái nội dung mình như Quý Bình, Tú Nguyễn, Thanh Thảo và Gosu và nhiều bạn khác ấy. Nên là hy vọng các bạn thích cái nội dung và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái nội dung để mình tiếp tục mang lại cho cộng đồng, cho các bạn trên channel mình nói riêng và cộng đồng YouTube Việt Nam nói chung ấy. Vẫn hy vọng là mang được nhiều cái nội dung hay mà ít người có vừa để cho cộng đồng có thể xem được, thì cảm ơn các bạn đã làm giúp mình làm cái điều đấy. Thế ok, mình sẽ quay sau để chúng ta chơi tiếp cái chapter 5 ấy, nên là một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel này.